Với mẫu lồng quả bí sẽ có hai lựa chọn dành cho anh em. Đầu tiên là mẫu lồng quả bí đế cao này. Với mẫu lồng này thì em cũng thiết kế là 40cm nhé. Toàn bộ phần nóc phía trên sẽ được đan này. Và tiếp theo là một cái mẫu lồng quả bí nữa. Đấy, em này thì sẽ thiết kế cái phần tay nó rất là to, những cái chiếc nan rất là to nhé. Cũng là 40cm luôn ạ. Với hai đặc điểm khác nhau của hai chiếc lồng, với mẫu lồng này này thì em sẽ thiết kế là móc xoay được 360 độ này. Ngoài ra là phần cửa thì em sẽ làm bên hông của lồng, anh em chỉ cần đẩy lên thôi. Đó, và đây là cái phần mẹt thì anh em sẽ tháo và vệ sinh cho chim tại đây. Size 40 nha, anh em có thể nuôi cô gái để đuôi thì mình có thể sử dụng mẫu lồng này. Tiếp theo là mẫu lồng quả bí đế cao. Em này thì cũng thiết kế theo dáng quả bí thôi. Đấy, nhưng mà chiếc lồng này thì bên em làm cái phần đế sẽ là phần đế cao. Và cửa của chiếc lồng này sẽ ở dưới lồng nhá, dưới đáy lồng. Đây là cái phần cửa này. Đấy, đẩy ra đẩy vào phía bên dưới. Khi anh em mở cái phần khay này ra thì mình sẽ đẩy cửa phía bên dưới nhá. Đấy, đặc thù của chiếc lồng này. Toàn bộ phần nóc phía trên được đan rất là chắc chắn này. Đấy, cụ gần 90 tuổi làm mẫu lồng này. Đấy, không phải lúc nào anh em đặt cũng có đâu. Đấy, nên anh em yêu thích cái chiếc lồng này thì hãy liên hệ ngay với siêu thị lồng chim nhé. Và hai sản phẩm này đồng giá là 900.000 đồng một chiếc. Anh em chọn loại nào cũng được. Và nếu yêu thích các mẫu lồng của siêu thị lồng chim thì hãy nhanh chóng liên hệ với siêu thị lồng chim để đặt lồng nhé.